mọi người xung quanh, thầy cô bạn bè thì nhìn thấy được cái năng khiếu của mình. Chính những cái lời động viên đó thì anh mới mạnh dạn nộp đơn thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Đó, mới đầu thì là diễn là kêu là gì ta, diễn lót á, diễn chữa trái, ví dụ như ca sĩ hay là những ngôi sao kẻ không tới kịp á, không kịp á, thì đó anh với Hữu Châu là lên diễn. Khi mình làm được cái vai diễn của mình mà được lúc tập nè, lúc quay hình nè, rồi được các cô chú anh chị trong đài, trong ekip khen ngợi là mình thấy vui rồi. Cái đó cầm cái bao thơ tìm không nhớ là nhiều hay ít nữa. 25-30 là anh đã nổi, anh đã tạo được một cái vị trí, cái nghề nghiệp của mình rồi. Người có sự nghiệp ngon lành thì sao lấy vợ trễ quá. 50 tuổi anh mới lấy vợ là sao nữa? Anh khó anh chọn ngưỡng được hả? Và anh không có thời gian, anh không có một cái tình yêu đáp lại đúng nghĩa. Thôi thì mình nói thẳng để cho mà nó đâu đó nó thoải mái ra. Tôi là Trung Dân, xin kính chào quý vị. Tôi có mặt trong chương trình Người Kể Chuyện Đời. Khách mời ngày hôm nay, tôi rất vinh dự giới thiệu một ông anh, một người đồng nghiệp nặng tình nặng nghĩa đối với Trung Dân. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên danh hài Hữu Nghĩa. Hữu Nghĩa xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Chúc một ngày thật là vui vẻ. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa sinh năm 1962 là một nam diễn viên hài, diễn viên kịch và diễn viên điện ảnh, là bạn diễn và nổi tiếng cùng thời với nhiều nghệ sĩ đình đám như Lý Hùng, Việt Trinh, Hồng Vân, Hồng Đào. Dù không sở hữu gương mặt tài tử điển trai như nhiều đồng nghiệp, song chính nét diễn tự nhiên đã giúp anh chiếm được thiện cảm của khán giả. Khác với những đồng nghiệp cùng thời, Hữu Nghĩa chọn cách làm nghệ thuật khá bình lặng và cuộc sống riêng tư cũng ấm êm, hạnh phúc như chính tính cách trầm lặng và hiền lành của anh. Hãy lắng nghe câu chuyện đời của anh. Anh Nghĩa, lâu lắm rồi anh em mình mới có dịp ngồi lại với một cái tư cách là hai người đàn ông ngồi nói chuyện. Cái câu này kỳ vậy? Chứ trước là anh em, hai người phụ nữ hả? Hồi đó giờ đi diễn chung với anh, đâu có bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tế đâu. Đúng không? Anh công nhận không? Cậu lỡ là nói nhăn, nói cuội, nói này nói kia. Nói tới đó anh đừng có khai nữa nha. Vậy là hai anh em mình phải cố gắng mà cho nó nghiêm túc phải không? Đúng rồi, ý em nói là nghiêm túc đó. Dù sao đó nữa cũng trưởng thành rồi. Anh cũng có con, có vợ, có gia đình thì em cũng có rồi. Bây giờ mình nói lại cái quá khứ kia kỳ lắm. Không? Trung Nhân ơi, em nói vậy tự nhiên nghe cái chữ trưởng thành của em, tự nhiên anh cảm giác anh có trách nhiệm nhiều quá vậy. Thì nói chung em nói luôn cho nó rồi đi. Tại vì cái cuộc đời của anh hình như là em biết hết trơn rồi. Bởi vì anh thấy cũng lạ. Sao? Ví dụ như cái người nào mà làm MC phỏng vấn mà về anh ấy, mà người ta không biết á, cái gương mặt người ta ngây ngô thì anh còn có thể là kể được. Thì anh cảm giác rằng từ từ họ ngộ ra câu chuyện. Hiểu không? Còn cái này, còn cái này em biết hết rồi. Thì anh làm như anh nhắc lại cho em nhớ. Trời ơi anh Nghĩa ơi, em biết không có quan trọng, quý vị khán giả biết mới là quan trọng. Với anh nói vậy không được. À vậy hả? Anh nói vậy là lát anh không nói hết sự thật phải không? Không phải, nhưng mà có gì em thấy được cái gì thì em nhắc giùm anh. Chứ nhiều khi anh bị quên, lớn tuổi rồi bị quên. Em hứa danh dự với anh là trong chương trình này em sẽ không nhắc lại những cái sở thích của anh. Ôi sao như em nói cái gì em anh em mình hiểu vậy? Hình như mọi người không hiểu mà chỉ có hai thằng hiểu vậy. Rồi bây giờ mình vô chương trình nha. À rồi rồi. Biết anh nhưng mà biết không có rõ. Thì biết anh yêu nghề, biết anh có gia đình, biết anh là một người con hiếu thảo rồi quán xuyến gần như hết như chuyện gia đình. Nhưng mà em không biết anh là quê hương anh ở đâu. Anh đâu phải là người Sài Gòn gốc phải không nè? Anh thật sự thì quê cha quê mẹ thì ở Tiền Giang Cây Lậy. Nhưng mà sau này thì ba mẹ anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh nhà anh thì ba mẹ anh sanh anh là con trai lớn. Rồi tới cô em gái là Phương Thảo em biết, rồi Hữu Tâm cũng là diễn viên anh cũng biết đó. Đó thì phải nói rằng là ngay từ lúc nhỏ đó, hồi đó thì anh cũng đâu có nghĩ là anh đi theo cái diễn viên đâu. Anh được một cái là vậy, tại vì từ dưới quê lên mà. Là gốc miền Tây. Tiền Giang thì sao không về cái luôn. Thì tức là ngày xưa có cái tivi trắng đen thôi. Thì tối xuống thì dụ học bài xong xuôi thì anh bà ngoại anh, ba mẹ anh thì người lớn coi cái gì mình coi cái đó, còn nhiêu là trả lương kịch nói này nọ đó. Thành ra kêu là đúng là từ là ngồi coi ké. Ngồi ké, ké khác coi cọp khác nha. Coi cọp là không phải của mình, coi ké là mình có ké ở nhà. Đúng rồi, còn coi cọp là chung lỗ chó đó. Ông bà ngoại anh rồi với ba mẹ anh là còn coi tivi, coi cải lương có nha, coi kịch nha, mà mình coi ké thôi. Bắt đầu mình cũng say mê,
Tức là những cái vở tuồng ngày xưa là anh còn nhớ là thời đó chẳng hạn như là những ngày mà nó thấm vô mình lúc nào cũng hay nha. Về cải lương ha, là giống như là chú Thành Được, chú Hùng Cường, chú Diệp Lan. Tuy nhiên mình có cải lương nó chú vừa Minh được. Vừa nghe mà vừa lại thấm thía, tại vì cái câu ca rất hay. Rồi mình sẽ coi được những cái mảng hài nữa, ừ. Nó vui. Và nhất là coi mà kịch ma không giờ cuối tuần nó có, ừ. Thì mình là thức đêm để sáng mai khỏi đi học coi. Đó là cái chương trình đó của chú Nam Châu. Có cô Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng nữa đó, tức là rồi cô Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, rồi Quỳnh Thanh Trà, chú Ngọc Đức thì nói tốt. Tức là coi mà anh nhớ là ngày xưa mà coi phim ma, coi truyền hình á, coi kịch ma thì ba mẹ anh ngồi chung quanh, rồi anh có bà ngoại ngồi chung quanh, rồi mà anh với Thảo á sợ mà phải kiếm cái mùng ở bên trên, kiếm cái màn đó chùm vô rồi đục lủng lỗ nhìn qua vậy đó mà coi biết chứ coi chứ mà khoái coi ké mà cũng coi vậy nữa, sợ vậy đó mà không cần ba mẹ anh ôm, không cần ôm trong lòng. Anh em á lấy cái mà nó chùm lại đắp lại rồi đục hai cái lỗ giống như mình coi phim xe thùng á ngày xưa. Em nhớ ở mấy cái trường học mà có mấy cái phim, mấy cái xe thùng mà chiếu phim không? Đúng vậy, coi nè vậy đó mà coi vậy mới chịu. Hồi đó thì cô Thẩm Thúy Hằng là đóng phim nhiều nhất đó, thì coi những cái phim hài cũng rất là vui. Tức là cái nó hình thành trong con người mình cái đam mê nghệ thuật đó. Và như thế tự nhiên mình xem xong có những cái vở tuồng chẳng hạn như là Câu Thơ Yên Ngựa nè, rồi tiếng Tống Minh Linh thì đúng rồi ha, Câu Thơ Yên Ngựa nè, Tô Hiến Thành Sử Án, rồi thậm chí là cái gì ta, Người Ven Đô của Sài Gòn 1, Sài Gòn 2 gì đó đó, những cái vở tuồng mà trời ơi đâu có phải dễ mua vé em, hồi đó là nó đông nghẹt luôn. Do đó ví dụ như mình muốn xem những cái vở tuồng cải lương đó là thứ hai người ta nghỉ để người ta chuyển rạp đoàn thì nó chuyển qua cái rạp khác thì thứ ba, chứ còn coi cuối tuần thì bảo đảm không có vé để coi. Mà vô say mê lắm, coi cái sự thể hiện của các cô chú anh chị thời đó. Anh nhớ là những cái tuồng giống như là Câu Thơ Yên Ngựa rồi Tôn Thành Sự Án, anh nhớ là anh coi ở nhà anh lúc đó là ở gần rạp Long Vân, nhưng mà khi chạy qua rạp Gia Định á, khi mà đoàn qua rạp Gia Định anh vẫn mua vé lần thứ hai đi xem á. Tại đây xuống tới Gia Định coi nó mới đã thích rồi thì thấy nó hay quá, anh đạp thì đạp luôn. Mà có cái giày nữa em nhớ không? Ngày xưa mà khi mà nghệ sĩ mà diễn xong á, cái khán giả hay đứng ngay cái cửa mà diễn viên á để mà đón họ, hoặc là khều quẹt một cái là vui rồi. Anh cũng khoái lắm, nhưng mà che em lại dữ quá, cuồng nhiệt quá, chồng lại đau, lo lấy xe đạp về là vừa. Hồi đó thì anh cũng đâu có nghĩ là anh đi theo cái nghề diễn viên đâu, nhưng mà cái sự động viên của anh được một cái là vậy, là sự động viên hồi đó là anh tham gia phong trào văn nghệ của địa phương và của trường nữa. Khi mà thời gian anh học phổ thông đó thì mọi người xung quanh, thầy cô bạn bè đó, thì nhìn thấy được cái năng khiếu của mình. Chứ lúc đầu mình mà không thấy, mình chỉ là tham gia là cho nó phong trào cho nó vui thôi, nhưng mà mọi người nhìn thấy. Và chính những cái lời động viên đó thì anh mới mạnh dạn nộp đơn thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Thời đó là nghệ thuật sân khấu 2, còn bây giờ là trường sân khấu điện ảnh, đại học sân khấu điện ảnh. Phải nói rằng là khi anh xin gia đình anh, ba mẹ anh để anh thi vào trường, ba mẹ anh chỉ nói rằng là đó làm gì làm, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tức là con muốn chọn nghề gì thì con chọn, con muốn làm công việc gì cũng được hết tùy con. Nhưng con phải nghĩa là rèn luyện, con phải là điêu luyện cái nghề đó để con có thể sống được cái nghề đó. Không, một cái câu rất ngắn gọn đúng không chứ? Đúng. Một câu rất ngắn gọn, nghe rất nghe nó bình thường lắm mà, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nhưng nó đeo đẳng anh. Đó, khi anh bước vào trường và đúng là mình đã chọn cái nghề này rồi. Chọn nghệ thuật thì mình cũng yêu thích chứ, nhưng mình phải làm sao cho nó giỏi nghề, hiểu nghề, làm đúng nghề và mình sống bằng cái nghề này, ăn sống bằng cái công việc nghệ thuật của mình. Và đến ngày hôm nay đó, biết bao nhiêu sự mà thăng trầm của cuộc đời đó, thì anh vẫn nhớ câu đó. Từ cái lúc mà anh bước chân vô trong trường nghệ thuật anh học rồi anh ra anh đi làm, anh có nhớ cái vai đầu tiên anh diễn là cái vai nào không? Ở trong trường á, anh học chính kịch nha, anh thường thường là được thầy cô giao cho những vai chính kịch. Lô rồi không? Đó Romeo. Tức là phải nói là tới ngày hôm nay anh được một cái
tên Hữu Nghĩa mà khán giả mà yêu thương như thế này thì phải nói là anh cũng rất là cảm ơn. Là trong đó có cô Tường Trân, thầy Đoàn Bá, thầy Lê Vân Tĩnh, rồi cô Ca Lê Hồng và thậm chí là cô Minh Ngọc nữa. Lớp anh ngày xưa học á, thì tại vì thầy cô á, là bận đi dựng vở ở tỉnh. Rồi còn cái này mới vui nè, cái là bắt đầu là anh đi diễn hài được á, tức là chính Hữu Châu rủ anh. Ngày xưa đó thì là chú Bảo Quốc với anh Duy Phương là một cặp. Em nhớ ngày xưa là tiếng cười sân khấu không? Đó thì có những lúc mà hai chú đó phải về lại sân khấu, tôi đúng không? Nhớ là chú Bảo Quốc hình như là diễn bên Trần Vũ Trang, còn anh Duy Phương là bên Đoàn Bông Hồng. Do đó có những cái lịch mà không thể hai người diễn chung được với nhau và do đó phải về đoàn để diễn. Thì lỡ nhận show rồi đó, do đó chú Bảo Quốc mới nói rằng đó Hữu Châu có trong lớp đó, có bạn nào mà có thể cũng lanh lanh lại này đó thì diễn chung với con đó. Thì con cái việc lấy tuồng của chú với chú Duy Phương mà đang diễn trên sân khấu đó thì cứ diễn đi. Hữu Châu mới là rủ anh đó. Thế là hai anh em mới vô rạp để coi mà chú Bảo Quốc với anh Duy Phương diễn và để là ráp theo để mình chữa cháy cho cái chương trình đại nhạc hội người ta mà. Đó thành ra được quyền, thấy không, được quyền lấy kịch bản của nghĩa là hai ngôi sao đó, thế là diễn mà hai đứa diễn vui lắm. Hai đứa thì ba hồi là Bảo Quốc nhập vô rồi xuất ra, rồi ba hồi Duy Phương nhập vô rồi xuất ra, rồi ba hồi cũng không có Duy Phương, cũng không có Bảo Quốc, mà tự nhiên lòi ra mình một cái mà anh chàng sinh viên mà ngây ngô nữa đó. Nhưng mà nó những cái buổi diễn như vậy hiểu cảm giác đó mà hiểu. Đúng rồi, tức là đôi khi mình nhớ cách diễn của chú Bảo Quốc em như cô thế này thì mình rèn theo. Một lúc rồi đó, ủa sao quên bản trong não mình, ủa sao mất tiêu, không biết ổng không nói cái gì, ổng nói gì sao đó, như thế mà mình vui như vậy, thành ra là lòi đó mình. Nhưng mà rồi từ từ những cái buổi diễn như vậy thì giữa anh và Hữu Châu lại có sự, nghĩa là có kinh nghiệm hơn, kinh nghiệm về sân khấu hài hơn. Có kinh nghiệm về cái việc mà mình đứng trước khán giả, đứng trước công chúng hơn. Rồi thì cái từ từ thì mình cũng duyên dáng. Rồi bầu show mới hỏi rằng rồi hai đứa có kịch bản gì riêng không? Cũng có thôi. Vậy thì là lại có một cái nhóm hài trẻ là anh với Hữu Châu. Đó, mới đầu thì là diễn là kêu là gì ta? Diễn lót á, diễn chữa cháy, ví dụ như ca sĩ hay là những ngôi sao kẹt không tới kịp á. Không kịp á, thì đó anh với Hữu Châu là lên diễn. Nhưng mà sau này á thì đụng cái là tiếng lành đồn xa, thế là được những cái sân khấu khác, những tụ điểm khác mời. Thế là lúc đó anh với Hữu Châu mới chạy show và mới có cái nhóm hài là Hữu Châu Hữu Nghĩa để mình thể hiện những cái vở dài. Nhưng mà anh thấy cái món ăn tinh thần với sân khấu hài và một cái sân khấu mà tổng hợp á, một sân khấu đại nhạc hội cũng rất là hay. Vì khán giả một ngày họ quá mệt mỏi trong công việc rồi, thế rồi đôi khi họ với lại cái đồng tiền mà đi xem cái đại nhạc hội tấu hài ấy, em rẻ. Chương trình ca nhạc rồi nó bình dân, thế nó ai cũng có thể bỏ tiền vào xem được và nó là món ăn tinh thần rất là thú vị. Thế là anh đã tạo được cái tình cảm của khán giả dành cho mình rồi. Điểm nhấn đầu tiên của anh đối với khán giả. Nhưng mà anh có nhớ cái đồng lương mà cái đêm mà anh nhận được cái bao thơ, cái cách xe đầu tiên là bao nhiêu tiền mình? Ôi thì lúc đó thì đâu có. Lúc đó em ơi, anh cứ nghĩ là mình làm cho tốt cái vai diễn của mình. Ngày xưa tới giờ là anh không quan trọng cái, tất nhiên là đồng tiền mà, chứ người ta là cơm áo gạo tiền. Nhưng mà nếu mà mình đem mà cái đồng tiền mà mình hơn thua, mình cân đo đong đếm thì mình khó làm nghệ thuật lắm. Đúng. Nói đôi khi mình nói ra vậy thì người ta nói vậy là nó không có giống như là giáo điều quá. Giáo điều. Nhưng mà thật sự vậy, tức là những cái đồng tiền đó thì khi mình làm được cái vai diễn của mình mà được lúc tập nè, lúc quay hình nè, rồi được các cô chú anh chị trong đài, trong ekip khen ngợi là mình thấy vui rồi. Do đó cầm cái bao thơ tiền không nhớ là nhiều hay ít nữa. Và rồi thì những cái ngày đó thì thế là hùng nhau, Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Hồng Đào, Hồng Vân thì lấy tiền móc bao thơ ra, chắc đi ăn đi hết. Tức là một cái niềm hạnh phúc là mình được làm việc. Nhưng mà anh có nhớ thời điểm nào anh kiếm tiền nhiều nhất trong cái nghề anh không? Anh nhớ rằng là khoảng năm 1990, khi anh tham gia trong Nhà Mười Phố, rồi anh được tham gia bên
điện ảnh nữa, phim điện ảnh chiếu rạp nữa. Lúc đó là thời thì anh được làm việc chung với chẳng hạn như là Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Rồi nữ thì có Diễm Hương, Việt Trinh. Cái thời đó là điện ảnh Việt Nam mình nó cũng thăng hoa. Đó, người ta cũng thích xem phim chiếu rạp. Và nhất là những cái bộ phim về tuổi học trò. Đó, những Sao Phượng Còn Buồn, Nước Mắt Học Trò. Đó, Sân Ga Tình Yêu. Thì khán giả đón nhận nhiều lắm. Do đó anh tạo được cái tên tuổi, cái vị trí, cái bài diễn của mình. Nhưng em biết lớp anh ngày xưa đó, khi mà tốt nghiệp á, là cỡ 20 bạn. 20 người. 20 người. Mà thật sự là cái tài năng á, đều như nhau hết nha. Đều như nhau hết trơn á. Nhưng mà có cái là vì bắt đầu họ lập gia đình rồi, họ cơm áo gạo tiền, thế là có con có cái, thế là họ cảm thấy rằng để đeo theo cái nghề này đó không đơn giản đâu. Đó, do đó phải có một cái sự mà nghĩa là cần mẫn lắm, quyết tâm lắm thì mới đeo được. Do đó đôi khi có một số bạn là chỉ là lâu lâu tham gia phim ảnh hoặc là bắt đầu chuyển qua một cái ngành nghề khác đó. Thì trong đó thì gia đình anh cũng vậy, phụ với vợ là lo những công việc nhà, rồi phụ buôn bán cũng vẫn theo nghề, nhưng mà những lúc nào mà cái thuận tiện thì mới tham gia phim ảnh. Cũng đầu tắt mặt tối, nhưng mà khi mà anh thì yêu nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng định lại một bến. Bây giờ thì cái bến đó em thấy nó hạnh phúc, anh có được một cháu trai rồi phải không? Đúng rồi, anh nay được 8 tuổi, học lớp 3. Anh đẹp trai, duyên dáng, người có sự nghiệp, ngon lành, sao lấy vợ trễ quá. 50 tuổi anh mới lấy vợ là sao nè? Anh khó, anh chọn người cũng được hả? Không có đâu, anh nói nghe nè, cái thời đó anh còn trẻ lắm, 25-30 là anh đã nổi, anh đã tạo được một cái vị trí, cái nghề nghiệp của mình rồi. Đôi khi anh quay xong một bộ phim, anh hoang mang lắm, anh yêu, nhưng anh thấy rằng người ấy dành cho mình nhiều quá. Và anh không có thời gian, anh không có một cái tình yêu đáp lại đúng nghĩa. Tức là nó chỉ có một chiều à. Một chiều người ta quan tâm tới mình, người ta hết lòng yêu thương mình, mà còn mình thì lại vì công việc nhiều quá. Để dành một buổi đi chơi cuối tuần không có nữa, không đúng nữa. Người ta dành cho mình hết mà mình để mình đáp lại mình không có. Thôi thì mình nói thẳng, để cho mà nó đâu đó nó thoải mái hơn. Cái sự chậm chạp của anh trong cái chuyện mình lập gia đình, thì đến một lúc nào đó thì nó không thể vượt mức được rồi. Và đến lúc mà cỡ 50 thì anh lập gia đình. Và anh lập gia đình đây thì rõ ràng là cho bà xã anh bây giờ đó, thì anh với bà xã anh này quen nhau bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi. Quen nhau lâu rồi, nói chung là hai gia đình cũng biết nhau lâu rồi. Anh cảm nhận bà xã anh là cái người mà hiểu được công việc của mình. Mà anh chần chờ hoài không được nữa rồi, và sự động viên của mẹ anh, của dì Mười anh này nọ đi, đúng là anh phải lập gia đình thôi. Cái nghề của mình anh biết rồi, đi sớm về khuya, không? Tôm đường cháo chợ. Đôi khi mà anh về sớm mà xã anh bây giờ cũng ngạc nhiên á. Ủa có chuyện gì buồn về sớm vậy? Trời ơi, bây giờ có biết anh là có một cái gu nữa là vua bánh mì không? Thì đó, nó dẫn chơi, tức là đôi khi mà về sớm là bà xã anh ngạc nhiên lắm. Và anh nói thật luôn, anh tâm sự với em, nói đó, anh nãy anh có nói trước rồi, anh nói rằng là mình chưa xứng đáng là một người chồng, chưa xứng đáng là một người cha. Thì anh nói thiệt, tới ngày hôm nay, anh với bà xã anh, là cũng gần như là gần 10 năm rồi đó, 10 năm ngày cưới đó, thì con anh còn được 8 tuổi rồi đó. Nếu mà nói anh vẫn chưa trọn vẹn là một người chồng. Đôi khi là chuyện đưa đón con cái là bà xã anh lo hết, cơm nước cho con là bà xã anh lo hết, và thậm chí những cuộc đi chơi xa gần như là bà xã anh bên ngoại đi chơi, mọi người đi chơi với anh lu bu công việc anh không đi được. Đó, thành ra em thấy rõ ràng cái đặc thù của cái nghề của mình đó, là phải như vậy rồi anh ơi. Con cũng cảm nhận được, nó viết những bài văn mà nó nộp cho cô mà rồi nó cho anh đọc á. Ba cái em bận công việc suốt ngày ở ngoài đường đó, đến khuya mới về và đôi khi cũng chẳng về. Mỗi lần ba về ngủ với em cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng cảm ơn bà xã anh đã truyền được cái những cái tình cảm mà bà xã đã dành cho anh, thì cũng truyền qua cho con anh, để con anh cảm nhận được cái công việc của nghệ thuật của mình nó vất vả, nó phải đổ mồ hôi, đổ công sức. Và đôi khi thì những lúc mà đi quay mà còn giống như dịp hè đó nghỉ ngơi, thì anh cũng vẫn dẫn con đi theo cho nó thấy được cái công việc của mình. Do đó con anh là một đứa trẻ giống như nó dạng dĩ,
Nhưng mà anh dắt nó vô là không phải lựa người cho nó tiếp xúc nha. Phạt trước. Nó nói này nói kia nữa là mệt lắm nha. Chắc anh phải gửi qua em trước đó. Vô là chào em trước. Chào em trước xong rồi là từ cái câu chào đó xong, dạ chào chú Trung Dân, xong là cách ly đó luôn. Trời ơi, ông nói xấu tôi dễ sợ chưa? Tôi sợ quá ông Nghĩa ơi. Bây giờ em hỏi anh nè, cảm giác của anh bây giờ, em thấy anh rất hạnh phúc. Và anh may mắn anh có được một bà xã, bà chị là chu toàn, hiểu nghề, yêu chồng, chăm sóc gia đình. Cái đó là cái điều ít có một nghệ sĩ nào được. Anh có cái lời nào nói với bà xã của anh, với những cái điều mà anh vừa khoe với khán giả? Anh không muốn là ở đây những cái riêng tư. Không, mình định giỡn chút cũng đâu có sao đâu anh. Không phải, người ta nói anh nghe vậy. Chúng ta phải thích nghi mọi hoàn cảnh mà chúng ta chia sẻ với nhau, mà chúng ta phải dẹp cái tôi mình đi. Đúng đó. Cái tôi, cái bản ngã đôi lúc nó thể hiện không đúng chỗ thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ mất đoàn kết, và cái kết quả cuối cùng nó không như ý. Đó thì đó, nhưng như bà mà nói, nó một câu nhịn 9 câu lành, 2 câu nhịn 18 câu lành, cái nhân nhân lên vậy đi. Dạ, tính lý thừa luôn ha. Không, qua cái câu chuyện này anh ngồi anh khoe cái hạnh phúc của anh. Em cảm giác đó là một cái điều mà mọi người khi xem chương trình thì người ta sẽ cảm nhận được. Anh là một trong số ít người may mắn. Nghệ thuật thì có nhiều người, người ta đi diễn, người ta đi làm, người ta cũng chẳng có quan tâm tới vợ con, muốn ăn sao, muốn ngủ sao, muốn học làm sao, cho nên đa số họ về cái phần xế chiều anh, nó có những cái nó còn cần phải điều chỉnh lại thì mới tốt hơn. Nói thật là Hữu Nghĩa rất cảm ơn những bữa cơm hàng ngày của gia đình đã cho Hữu Nghĩa thấm vào cõi lòng, nó cho Hữu Nghĩa cái bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống, trong nghề nghiệp của mình, trong tình yêu, trong cái sự đối nhân xử thế, trong cái sự trang hòa tình bạn, và tất cả những cái mối quan hệ của Hữu Nghĩa ngày hôm nay được vẹn toàn, được vui vẻ, được hạnh phúc. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, người kể chuyện đời trong số này, tôi cũng hết sức xúc động nghe những lời tâm sự của anh Hữu Nghĩa. Thật sự chúng ta nhìn thấy được cái sự tử tế của ông bà chúng ta để lại. Cảm ơn anh Nghĩa đã tham gia chương trình và chúc anh hạnh phúc. Chúc anh vẫn mãi là một con người sống lạc quan, yêu đời và đầy trách nhiệm. Hữu Nghĩa xin kính chúc quý vị khán giả luôn luôn vui khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng lúc 22:30 trên HTV7 vào thứ hai hàng tuần. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.